Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ phát sóng hàng ngày trên Lao động.vn. Thưa quý vị, giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay tiếp đà giảm, tính đến 8:30 sáng đạt mức 1.932,18 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng trong phiên giao dịch giữa tuần đã đẩy xuống mức thấp nhất trong 3 tháng khi Chủ tịch Fed Jerome Powell duy trì giọng điệu diều hâu trong phiên điều trần trước Quốc hội. Cụ thể thì ông Powell nhấn mạnh sẽ cần phải tăng lãi suất cao hơn nữa để đạt mục đích giảm lạm phát. Điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao và gây áp lực lên kim loại quý. Trong nước, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,02 triệu đồng trên một lượng bán ra. Dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết. Đến với những diễn biến trên thị trường ngoại tệ, đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số đô la Mỹ Index giảm 0,46% xuống mức 102,08. Đồng đô la Mỹ đã giảm so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua sau khi những bình luận của Fed về cuộc chiến chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Còn ở một diễn biến ngược lại thì đồng euro tăng 0,62% so với đồng đô la Mỹ, hiện ở mức 1,0985 đô la Mỹ. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ tăng 0,3% so với đồng yên Nhật, đạt mức 141,805 yên. Dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay của báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cái gì trúng nhiêu tiền? Ủa, đất tờ thanh, chào tăng công độ, nói bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.